Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Phó Cát Thảo của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số loại sản phẩm kem chống nắng có giá bình dân, giá học sinh mà bất cứ người nào cũng có thể mua và sử dụng được. Tuy là giá bình dân nhưng mà cái chức năng chống nắng cũng như là cái khả năng có thể bảo vệ da, có thể thay thế lớp kem lót, kem nền của những loại kem chống nắng này lại cực kỳ hữu ích. Và đó là những cái loại kem chống nắng nào, chúng ta sẽ cùng đến với từng loại trong video ngày hôm nay nhé. Đây là toàn bộ những cái sản phẩm kem chống nắng bình dân mà mình sử dụng trong thời gian khá dài. Loại đầu mình sẽ giới thiệu đến các bạn từng loại một. Cái loại đầu tiên là kem chống nắng này, kem chống nắng Eco Earth Pink này. Thì đối với cái loại kem chống nắng này nó có giá khoảng hơn 100 ngàn. Thì cái chất kem của nó cũng tương đối là ok. Đây mình sẽ lấy cái chất kem cho các bạn xem. Đây cái chất kem nó như thế này. Chất kem nó là dạng kem nhưng mà cái dạng kem này nó rất là mềm. Khi mà bôi lên da ấy thì nó sẽ thẩm thấu vào da nhanh và có thể nâng và có nâng tông da lên hơi sáng hồng một chút. Đây, mình sẽ test ra tay để cho các bạn xem nhé. Cái kem này nó dạng kem nhưng mà nó kiểu mềm ấy. Các bạn thoa ra sau đó thì các bạn vỗ vỗ để cho nó tiệp vào da. Đây ạ, nó nâng tông lên so với cái vùng da này này. Thế nhưng mà có một cái nhược điểm đó là cái kem này ấy, đối với những bạn nào da dầu ấy thì lại không phù hợp để sử dụng lắm. Vì nó sẽ làm cho cái phần da của bạn nó hơi bị bết một chút. Và có thể là nếu mà bạn không làm sạch da ấy, thì nó sẽ gây nên mụn ẩn đối với kem chống nắng này này. Vì thế nên cái kem chống nắng này nó sẽ phù hợp với những cái bạn nào có làn da khô hoặc là làn da thường thì sẽ thích hợp hơn là những bạn làn da dầu hoặc làn da hỗn hợp tiên dầu nhá. Đây. Về mùi hương thì cũng khá là dễ chịu luôn. Khi mà cho lên da thì nó có mùi một chút nhưng sau đấy thì bôi vào được khoảng vài phút sau ấy thì nó có cái mùi hương đấy nó cũng sẽ tản ra và không còn cái mùi khó chịu nữa. Về cơ bản thì mình thấy mùi này nó cũng bình thường, không đến mức khó chịu đâu. Nó không bị nồng quá. Đó. Đây các bạn nhìn nó đã thẩm thấu vào này. Da mình là da thường, kể cả là da tay hay da mặt ấy, nó cũng đều rất là ok. Tiếp theo đây chính là hai cái kem chống nắng, một cái màu tím và một cái màu hồng. Nhưng hai cái này là cùng một hãng. Đây là của hãng Puri Block. Đây là loại kem chống nắng chống nước. Kem chống nắng chống nước, còn cái kem chống nắng mình vừa giới thiệu này thì nó không chống nước đâu. Nếu như các bạn đi trời mưa hoặc là mồ hôi ra thì nó vẫn có thể bị trôi bình thường. Còn cái kem chống nắng này thì có tác dụng chống nước. Cái kem chống nắng mà màu tím này ấy, thì nó sẽ sử dụng được cho cả làn da nhạy cảm. Và tất nhiên các loại làn da khác thì đều có thể sử dụng được. Còn đối với màu hồng này thì các làn da đều có thể sử dụng được. Nhưng mà làn da nhạy cảm thì các bạn có thể là xem xét một chút. Nếu như cảm thấy lo sợ về cái sự nhạy cảm của làn da mình thì các bạn có thể sử dụng màu tím này. Nhưng mà đối với cái em màu hồng này thì khả năng nâng tông này, nó thay thế cái lớp kem lót thì nó sẽ tốt hơn cái màu tím này một chút. Thì bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem nhé. Đây là phần da của mình này. Trước tiên thì mình sẽ test cái màu hồng. Đây. Cái chất kem nó là dạng kem. Dạng kem này nó. Cái chất kem đây ạ. Đây là dạng kem này. Và nó hơi màu hồng hồng một chút. Bây giờ mình sẽ tán kem ra nhé. Cái kem này nó cũng hơi dày đấy. Thế nên là khi mà các bạn lấy thì các bạn chú ý là chúng ta lấy ít thôi. Chứ chúng ta đừng lấy nhiều quá thì đến lúc mà lên da nó sẽ kiểu bị bệt ấy, bị trắng quá ấy. Bởi vì cái kem chống nắng màu hồng này ấy, thì nó có tác dụng là thay thế lớp kem lót mà. Kem nền nữa, thậm chí là thay thế lớp kem nền nếu như những cái bạn nào mà có cái da mà nó đã cơ bản đẹp rồi ấy. Đây. Ở bên ngoài thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn. Bởi vì da tay mình nó cũng kiểu khá trắng ấy, nên là các bạn không rõ được. Đây là phần mình bôi kem này. Đây là không bôi này. Nhìn như này phần bên này nó mịn hơn này. Nó trắng hơn một chút. Đó. Về mùi hương ấy thì nó sẽ về mùi hương thì mùi hương này nó bình thường, không bị đồng. Đấy. Và da mặt mình hôm nay cũng chính là bôi cái kem chống nắng màu hồng này. Và mình có đánh phấn má rồi trang điểm mắt. Chứ mình không hề dùng kem nền hay là bất kỳ một kiểu phấn hay là cushion gì cả. Đó là màu hồng này. Tiếp đến là mình sẽ sử dụng màu tím cho các bạn xem nhé. Mình sẽ test vào phần tay bên này đi. Cái màu tím này ấy, thì cái chất kem nó lỏng hơn so với màu hồng. Và nó cũng có ánh tím một chút.
Đây phần tay bên dưới này là phần tay không bôi này, phần tay này bôi này. Nó cũng khá là nâng tông á. Đối với cái kem màu tím này, những bạn nào da dầu lưu ý chúng ta lấy ít kem thôi. Chúng ta lấy nhiều quá thì nó sẽ kiểu bị trắng bệch này đấy. Kể cả hai cái loại này các bạn khi lấy sử dụng ít thôi nhá. Đây chính là hai cái kem chống nắng có giá bình dân, và đặc biệt là kem chống nắng chống nước. Cái chỉ số chống nắng là SPF 50 cộng PA 3 cộng. Với cái chỉ số chống nắng này thì chúng ta dùng rất là ok rồi. Về giá thành thì hai sản phẩm này chỉ có giá hơn 100.000 đồng. Và cái sản phẩm này thì mình đều order ở bên Hàn về. Ngoài ra thì cái kem này như nó còn một màu nữa ấy. Nó còn một màu nữa đấy, nhưng mình không nhớ nó. À còn một màu nữa là màu vàng. Thế nhưng mà màu vàng đấy thì nó sẽ hơi kén da một chút. Tiếp đến loại cuối cùng đó là kem chống nắng có giá cao hơn một chút so với ba cái kem này. Đó là kem chống nắng dạng nước của Misa. Thì các sản phẩm của Misa vốn từ trước đến giờ đều rất là có giá là tương đối. Thế nhưng mà cái kem chống nắng này mình mua vào đợt sale thì nó có giá khoảng hơn 200.000 đồng, đã sale rồi. Thế nhưng mà nếu mà các bạn nào mà gặp dịp Misa sale ấy, thì các bạn cũng nên thử một cái kem kem chống nắng dạng nước này của Misa nhé. Thì mình thấy nó cũng khá là ổn. Bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem. Nó là dạng nước nhưng mà nó là kiểu kem nước ấy. Mình không biết diễn tả nào nhưng mà nó kiểu lỏng lỏng nhưng mà cũng kiểu chất kem một chút. Cái mùi này thì nó nồng hơn so với ba cái loại kia. Nhưng mà cái kem chống nắng của Misa này ấy, thì nó tương đối là ẩm. Nó thấm vào da rất là nhanh. Nhưng mà cái khả năng nâng tông ấy thì nó không bằng ba cái kem vừa rồi. Nhưng mà nếu mà bạn nào kiểu trang điểm đậm ấy, muốn không bị kiểu chồng quá nhiều cái lớp lên làm cho mặt mình trắng quá thì nên dùng cái em chống nắng Misa này. Mình vừa cho vào tay thì nó đã thấm hết vào tay rồi và đã thấy da, phần bề mặt da nó đã khô rồi. Còn nâng tông ấy thì ít lắm, chỉ gọi là một chút bóng bóng lên một tí thôi, nó không nâng tông da lên đâu. Thế nên là phù hợp cho các bạn nào mà dùng khi mà chúng ta cần phải trang điểm thêm nhiều lớp make up nữa nhá. Còn đối với ba cái loại kem này này mà các bạn sử dụng thêm cái lớp kem nền hay lớp phấn dày nữa thì trông mặt của chúng ta rất là nặng. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn bốn loại kem chống nắng có xuất xứ từ Hàn. Giá cả thì khá là bình dân, thế nhưng mà công dụng lại rất là ok. Nếu như mà bạn muốn mua thì hãy nhờ bạn bè của mình ở bên Hàn, hoặc các bạn lên những trang web của Hàn để có thể order, hoặc là những cái cửa hàng mỹ phẩm uy tín về các sản phẩm của Hàn Quốc ấy, thì các bạn có thể đến và tìm mua cũng như là trải nghiệm bốn sản phẩm vừa rồi mình giới thiệu nhé. Và mình nghĩ rằng với những sản phẩm đấy thì cũng vừa túi tiền đối với các bạn, mà mình thấy rằng là bạn bè của mình giới thiệu sử dụng ấy, và kể cả bản thân mình nữa, thì mình thấy mình sử dụng rằng là đối với những cái sản phẩm kem chống nắng này thì nó mình chưa thấy một cái tác dụng phụ gì đối với da của mình cả. Mình cũng không thấy bị nổi mụn hay là lên mụn ẩn hay là da bị làm sao cả. Nên là mình thấy rằng là mình cảm thấy hài lòng và giới thiệu đến các bạn thì thôi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu như yêu quý mình và muốn tiếp tục xem những video để chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, giới thiệu những cái sản phẩm làm đẹp cùng với nhau, trò chuyện những cái câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày, thì nhớ đăng ký kênh Phó Cát Thảo để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt.